chào mọi người, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh YouTube Góc Nhà Ú. Hôm nay với chủ đề kem chống nắng thì mình xin phép review và giới thiệu với mọi người 4 loại kem chống nắng, 2 loại của nhà Image Skincare, đó là kem chống nắng SPF32 và kem chống nắng SPF50, và 2 loại là của kem chống nắng nhà Obagi, đó là kem chống nắng Mineral và kem chống nắng Tint. Đầu tiên thì nói về giá thành, kem chống nắng nhà Image Skincare nó tầm khoảng 90g đi tính cho dễ thì giá là 1.490.000. Cái kem chống nắng của nhà Obagi thì là 85g một hộp này thì giá lại là 1.200.000. Thế nên so với mức giá thì giá của nhà Obagi tốt hơn khá là nhiều. Tuy nhiên cũng đừng vì mà 1-200 mà mọi người đi chọn một loại kem chống nắng mà chưa chắc nó đã phù hợp với da của mình. Để nói về cái thành phần ấy thì mình phải nói thật là thành phần của kem chống nắng Image Skincare nó tốt hơn rất là nhiều. Nếu như thành phần kem chống nắng của nhà Obagi nó chỉ có triglycerin này hoặc là những cái thành phần dưỡng ẩm khác, thì kem chống nắng của nhà Image Skincare có bao gồm cả trà xanh hoa cúc làm giảm kháng viêm và dưỡng da rất là tốt. Mặt khác thì cái sản phẩm đấy là những cái sản phẩm mà rất là tốt để cho cái việc là da mà đang điều trị AHA, BHA hoặc retinol, người ta cấp ẩm cấp nước trong khi mà mình đang điều trị da mà da nó đang yếu. Những cái thành phần ví dụ như là hoa cúc hay trà xanh ở trong kem chống nắng này ấy, nó cũng là một cái thành phần, hoặc là tinh chất nho ấy, nó cũng là một cái thành phần phục hồi da rất là tốt, chứ không phải là nó chỉ có tác dụng mỗi là chống nắng đâu mọi người nhá. Nói về cái khía cạnh thứ hai, mình nhận được rất nhiều câu hỏi là cái kem chống nắng Image Skincare thì có lên tông không chị? Thì mình xin nói thẳng là kem chống nắng Image Skincare không hề lên tông. Rất nhiều bạn là quan tâm đến cái vấn đề lên tông hay make up đấy của kem chống nắng. Thì kem chống nắng Image Skincare không giống như các kem chống nắng BB hoặc CC khác. Nó chỉ có gọi là làm cho da mình trông đều màu hơn, làm cho da ở cái lớp bước finish thì nhìn bước lớp cuối cùng ấy thì nhìn nó bôi nó bóng khỏe hơn và làm cho da mình nó hồng hào lên một chút xíu thôi. Còn khác với kem chống nắng Image Skincare, kem chống nắng của nhà Obagi, hai cái loại này mọi người đều có thể dùng làm lớp kem lót được ạ. Nghĩa là nó có một lớp che phủ rất là nhẹ, làm cho da của mình trông đều màu, sáng màu hơn. Mặt khác thì những cái gọi là khuyết điểm này hoặc vết thâm ấy nó cũng mờ đi, những cái lỗ chân lông nó cũng bé bé đi. Nói chung là nó có thể coi là lớp kem nền được để mình trước khi đi vào trang điểm. Nếu như kem chống nắng của nhà Image Skincare là kem chống nắng vật lý lai hóa học, bởi vì là có 7,5% cái Octinoxate, đấy là cái thành phần mà được coi là nếu mà có nó ấy, thì nó sẽ là kem chống nắng hóa học. Thì kem chống nắng của nhà Obagi thì hoàn toàn là thuần vật lý mọi người nhé. Về bản thân mình ấy thì mình sẽ giải thích cho mọi người, kem chống nắng vật lý là như kiểu mọi người đeo một lớp mặt nạ, và khi ánh sáng UVA, UVB, ánh sáng xanh chiếu vào thì cái lớp mặt nạ đấy làm cho cái ánh sáng đấy nó phản ra và không tác động đến da mặt của mọi người. Còn nếu kem chống nắng hóa học nghĩa là nó sẽ hấp thụ hết những cái ánh sáng đấy, tác động và cùng với cái ánh sáng đấy đi vào trong da và biến cái ánh sáng đấy không gây hại cho da, như kiểu nó hấp thụ ấy, nó ăn hết cái ánh sáng xanh đấy ấy. Thì cá nhân mình ấy thì mình nghĩ là không có cái mặt nạ nào có thể bảo vệ da bạn 100% làm cho ánh sáng này nó không bị vào da này, nhưng mà cũng không có một cái loại chất hóa học nào làm cho ánh sáng đi vào da mà an toàn 100% hấp thụ được hết được. Thế nên là mình rất thích cái việc là Image Skincare là kem chống nắng vật lý lai hóa học, và cái việc mà Obagi là kem chống nắng vật lý thì mình cho rằng là cái độ chống nắng của Obagi thực sự là không tốt bằng. Tuy nhiên kem chống nắng của nhà Obagi thì mình đánh giá rất cao cái việc là nó đều cho tất cả các sản phẩm đều là SPF 50 trở lên, nghĩa là chạy độ SPF rất là cao. Các bạn có thể dùng khi mà da đang treatment này, da sau laser điều trị, hoặc là đang đi biển, đi những cái nơi du lịch có nhiều nắng, nhất là đi châu Âu. Còn Image Skincare nó lại chia ra các dòng là SPF 30 dành cho da yếu, 32 dành cho da dầu và 50 dành cho da hỗn hợp. Thì khi mà các bạn đang treatment hay là đi những cái nơi du lịch như mình bảo ấy thì các bạn chỉ nên chọn 50 thôi, vì 32 này không đủ để bảo vệ da của các bạn đâu ạ. Thế nên là khi mà các bạn đang điều trị treatment ý thì mình nghĩ là các bạn nên mua cái loại SPF 50 của nhà Image Skincare, vừa là kem chống nắng vật lý lai hóa học, vừa có độ SPF che phủ rất là cao. Một cái điểm khác mà mình muốn nói ở đây là nếu như kem chống nắng của nhà Obagi, hai cái loại hôm nay mình giới thiệu ở đây ý, thì là nó chỉ dành được cho da hỗn hợp hoặc là da khô, đặc biệt là da thiên khô thôi, bởi vì là thời tiết ở Việt Nam khá là nóng ẩm. Da hỗn hợp khô mà không ngồi điều hòa mùa hè này ấy, các bạn bôi vào các bạn cũng thấy rất là nhễ nhại luôn, nó không hề thấm một tí nào và mồ hôi ra nó cũng trôi hết chứ không phải là 40 phút giống như là hãng quảng cáo đâu ạ. Thế nên là những cái sản phẩm này thì các bạn chỉ nên dùng dành cho da thật khô hoặc là da khô, da lão hóa thì hợp hơn, bởi vì nó có thành phần dưỡng rất là nhiều. Còn bạn nào mà da dầu, da thiên mụn thì mình khuyên nên dùng kem chống nắng mết. Mà thực ra da mụn thì mình nghĩ là kem chống nắng Obagi không thích đâu ạ. Các bạn nên tìm một hãng khác. Mình thấy các bạn mà bị mụn ý thì hay dùng kem chống nắng Mattiderm. Cái đấy thì mình cũng đã order rồi, để hôm nào dùng thử xong sẽ review cho mọi người. Còn cái sản phẩm Image Skincare này thì mặc dù hãng còn nói SPF32 dành cho da mụn, tuy nhiên thì mình cũng thấy rằng là sản phẩm này nó cũng không phải là thấm rất tốt đâu ạ. Bôi xong nó cũng bị bóng da, cũng bị dính nếu như bạn mà không dùng điều hòa, làm việc ở môi trường bên ngoài mà không có quạt, không điều hòa, hoặc là có quạt đi chăng nữa thì mình thấy nó vẫn rất là nhớp nháp, nó kiểu nó không thấm hẳn vào da và nó cứ dính, mặt nó cũng bị nặng chứ không phải là thoáng đâu. Thì mình cũng có rất là nhiều cái phản hồi về việc khách dùng kem chống nắng SPF32 trong cái mùa hè này, mặc dù ngồi điều hòa nhưng mà vẫn có tình trạng bị mụn ẩn hoặc là bị thừa dầu nên mụn đầu trắng nó lên, hoặc là kiểu dạng như là da nó bị mẩn ý, nó vẫn cảm giác như là nó bị có nhiều dưỡng quá, nó không hợp đối với da dầu mụn ở thời tiết Việt Nam. Nhưng mà ở thời tiết ở Việt Nam vào mùa đông thì nó rất là khô, rất là hanh, da hay bị căng nẻ, thế nên là cái SPF 30 hay 32 hay là 50 của Image Skincare dùng thì đúng là chân ái. Nói chung là cái sản phẩm của kem chống nắng của Image Skincare này mình khuyên là các bạn bắt đầu tầm khoảng cuối thu đầu đông là mọi người dùng là rất là thích, nói chung là phê luôn. Còn kem chống nắng của Obagi thì mình thấy là ai mà da khô này hoặc là da hỗn hợp thiên khô này mà thích có một lớp tông nền, có thích một lớp kiểu make up nhẹ thì là mọi người nên sử dụng, mua cái kem chống nắng này. Vừa rồi thì mình đã review cho mọi người những cái mặt được và mất của hai sản phẩm kem chống nắng Image Skincare và Obagi. Mình xin phép nhắc lại là hai cái sản phẩm này là dành cho da khô, hỗn hợp thiên khô, SPF32 dành cho da dầu và SPF50 dành cho da hỗn hợp thiên khô hoặc là da khô. Tuy nhiên thì mình cũng xin dặn mọi người đó là mỗi người có một cơ địa khác nhau, mỗi làn da có một cái cấu trúc và cách đáp ứng với cả kem chống nắng cũng như thời tiết khác nhau. Thế nên là cái review của mình là một cái góc để mọi người có cái nhìn sâu và đúng đắn hơn về các sản phẩm này. Mọi người cũng nên thăm khám hoặc là nghe ngóng xem là cái làn da của mình là làn da như thế nào để chọn được một loại kem chống nắng phù hợp. Thực sự là kem chống nắng là một cái sản phẩm rất là cần thiết. Nếu như mọi người có bôi serum kem dưỡng nhiều đến đâu, hoặc là peel hoặc là haifu nhiều đến đâu mà không dùng kem chống nắng ấy, thì da mọi người cũng sẽ yếu đi và lão hóa rất là nhanh. Thế nên mọi người hãy tìm cho mình một cái kem chống nắng chân lý sớm nhé mọi người nhé. Nếu mọi người thấy video này hay thì hãy like và subscribe giúp mình. Xin chào và hẹn gặp lại.